Ok. So here, right? Đây là bài tập của con đúng không? Yes. Rồi bây giờ mình bắt đầu sửa nha. Câu số 1. Relaxing, chữ relaxing Trường có biết sao chính tả relaxing đúng rồi ha. Relaxing, I feel relaxed. Câu số 1 chính xác. Câu số 2. Joe is tired. Very good. Because he had a tiring day. Chính xác luôn. Number 3. How to get the cheese was confused. The mouse was confusing. Cái câu này ha. Cái câu này thì mình phải đổi ngược lại cho cô. How to get the cheese was confusing. Confusing phải nằm ở đây mới đúng. Còn ở phía sau phải là confused. Bởi vì sao? Bởi vì con chuột này thì nó bị confused, là nó đang bị phân vân, đang bị bối rối. How to get the cheese were confusing. Ok. Thì mình phải chuyển hai cái này ngược lại nhau mới đúng ha. Number 4. So much homework was overwhelmed. Câu này cũng vậy nè, ngược lại nè con. Cái chữ feel là chỉ cảm giác của mình thì mình phải dùng ed mới đúng. Cái nào mà chỉ cảm giác của mình là mình phải dùng ed ha. Overwhelmed ed. Và so much homework were overwhelmed. Overwhelmed có nghĩa là quá tải đó. Overwhelmed. So much homework was overwhelming. Rồi cảm giác của học sinh thì mình sẽ dùng là overwhelmed ed. Tiếp theo number 5. Your jokes are amusing. I am amused. Có này đúng không nè? Number 6. I was so touched by the movie. The scene in the movie was touching. Chính xác. Tôi cảm thấy bị cảm động. Cảm động vì cái bộ phim ha. Những cái cảnh trong bộ phim thì nó gây cảm động. Đúng không? Nó khiến cho mình thấy cảm động. Number 7. The TV program was đây. Chủ ngữ là vật. Vật thì rất là hiếm khi mà mình dùng ed, phải là boring. Cái chương trình TV đó thì chán. Cảm giác của mình thường thì sau chữ fail nè, chủ ngữ là ai thì thường là sẽ đi với ed ha, bore. Tiếp theo number 8, my angry father's work were upset. Câu này ngược lại luôn đó Trinh. Cứ con thấy chữ feel, cảm giác là chắc chắn là 99% là phải đi với ed rồi ha. Rồi, tiếp theo. Number 9. The nurse big needle was frightened. Cái này cũng vậy ha. Frightening mới đúng. Frightening. Ở bên đây là I felt thì sẽ là I felt frightened. Number 10. It was embarrassing. Take fail embarrass. Chính xác. Sao feel thường là sẽ là tính từ ed, chỉ cảm giác của con người. Number 11. Phía sau sẽ là ed nha. Đó, phía trước là verb in là đúng rồi. À, tính từ thêm in là đúng rồi. Number 12. Annoy the someone nói in. Chính xác. Number 13. Rồi, chính xác luôn. Number 14, chính xác. Number 15, chính xác. Number 16, chính xác luôn. Number 17, I were. Đây là con để cho cô chủ ngữ mà là I nè. Chỉ người ha, thì thường sẽ đi với ed. Number 18, chính xác. 19, 19, chữ này mình phải là encouraging.
cái việc mà giảm cân á thì rất là đáng khích lệ. Trendy, chính xác. Satisfy, chủ ngữ là ai thì sẽ đi với ed. Tiếp theo bài tập số 2. Mỗi cái chữ này chừng cho cô biết là nó nằm ở trường hợp nào nha con. Ví dụ như chữ A đó là nằm trong trường hợp nào, phát âm là từ gì? Ý là con đọc cho cô ha, ví dụ như chữ play thêm ed mình đọc như thế nào? Lại. Flight, âm cuối là âm gì? ED là thuộc âm gì? Này là một ai đi. Đờ, đúng rồi, played. Tiếp theo, B, C và D thì sao? C và đi ra tắt. Dạ là T. T, đúng rồi. Number two. Vậy đáp án của mình là A là đúng rồi ha. Number two. Number 2 D, đi. âm gì? D. Còn A, B, C? Cái gì là cái? It, đúng không? A, B, C là nằm trong trường hợp là it, phát âm là it. Divided, devoted, suggested. Number 3. Thì cái gì cần các bài còn lại đều phát âm bằng T. Đúng rồi, chữ C là âm D. Và A, B và D phát âm là âm T. Âm T. Number 4. Number 4 là C. Cái gì các bài còn lại đều phát âm là D. Những từ còn lại phát âm là D, còn chữ C phát âm là gì? Chữ này là con phát âm là gì? Leaf. Tiếp phát âm là để nó coi phát âm là T đúng No, không? leaf là the, nằm trong trường hợp the, leaved. Leaved. Rồi, number 4. Number 4 là C thì C. các từ còn lại là phát âm là D. Thường là phát âm D. Còn chữ C, chữ chữ này mình phát âm là it, đúng không? Added. Number 5. Number 5 là A, bởi vì các từ còn lại đều phát âm là ID. It. Đúng không? Cái trường hợp thứ nhất á, kết thúc bằng chữ tờ hoặc là chữ đờ thì mình sẽ phát âm ed là thành chữ it. Wanted, hated, sitted. À, còn chữ này mình phát âm là no, không phải là written. Nếu như written là nó giống với ba chữ còn lại rồi. Cái này Phát âm là đờ đó con. Breed. Breed. Number 6. number 6 thì vì các từ còn lại đều là vì các từ còn lại là ID. Những các từ còn lại đều It, là đúng không? ID. Những chữ còn lại phát âm là chữ it. Còn chữ đáp án con chọn phát âm là như thế nào? Còn chưa con chọn để các coi cái từ ba nào vậy. Nếu như là managed là giống như những chữ còn lại rồi. Phát âm Added. là đi. Đúng rồi, managed. Number 7. Number 7 phát âm
Number seven. Phát âm là âm cùng là S. S là phát âm là T. Còn các từ còn lại phát âm là gì ạ? D. Đúng rồi, D. Number A. Number eight. Number eight thì những từ còn lại đều là invented, completed, surrounded. Phát âm là it, còn chữ d phát âm là t. Read, read. Number nine. Number nine. Ủa? Number 9 thì các từ còn lại đều phát âm là từ còn lại phát âm đờ, đúng rồi. Còn chữ con chọn thì sao? Phát âm là à. Đúng rồi, light. Tiếp theo, number 10. Những từ còn lại là ID. It, đúng rồi. Con đừng đọc là ID, con đọc là it đúng chưa cô? It. 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 Rồi, còn từ con chọn là âm gì? Ừ, con chọn. Ủa, cái từ nào ta? Câu số 10 á. Số 10 từ con chọn là T. Move. Đờ chứ. Move. Moved. Nằm trong trường hợp thứ 3 á, là các trường hợp còn lại ngoài hai trường hợp trên á, phát âm là D. Đúng không? Bởi vì nếu như chờ là phải nằm trong cái câu mẹo của mình á, mà chữ này nó đâu có nằm trong câu mẹo đâu. Tiếp theo là 11. 11. Các từ còn lại cho đều là it. It, đúng rồi. Còn chữ con chọn. Còn con chọn đều phát âm là T. Đúng rồi. 12. 12. Đây nè. 12. Number 12. Bởi vì các từ còn lại đều là phát âm là đi. Ừ. Phải đi không? À. Câu số 12 nha. T. Đúng rồi. Con chữ con chọn. Từ con chọn phát âm. Phát âm nó là loại hai trường hợp trên thì mình còn trường hợp thứ ba là âm d. Từ con chọn played nằm trong trường hợp thứ ba ha, played. Number 13. Number 13. Bởi vì các từ còn lại đều là đi. Còn A là đi. Đúng rồi. 14. 14. Bởi vì các từ còn lại đều là đi. Và anh ta cái đề cái đều phát âm là it rồi. Còn kiểu con chọn phát âm là rồi, con chọn phát âm là đó. Này là phát âm là
đi. Đúng rồi, đúng rồi. The dangerous. 15, câu số 15. Bởi vì các từ còn lại đều là phát âm, đều là phát âm là em vô phát âm là đi. Từ còn lại phát âm là d. Rồi, còn chữ con chọn thì sao? Từ con chọn phát âm là it. Đúng rồi, 16. 15. Ủa, 15 nè mà ta. 16. Bởi vì các từ còn lại đều phát âm là T. Còn từ con chọn phát âm là D. Đúng rồi, 17. Các từ chọn kia đều phát âm là đi, đúng ta? Còn từ chọn phát âm là gì? Những từ còn lại phát âm là it, 17, afforded, rated, collected. Còn từ con chọn phát âm là chữ gì? Con chữ phát âm con chọn là đi. Đúng rồi. 18. Các từ còn lại đều phát âm là ít. Từ còn là từ âm chọn là phát âm, còn từ kia là đi. Ok. 18 là delayed. Những từ còn lại: visited, supposes, closes. Tiếp theo đi con. 19. 19. Các từ còn lại đều là đi. 19 còn từ chọn, còn từ chọn, còn từ con chọn đi, những từ còn là đi, còn từ chọn là chi. Explore, đây là âm đờ ha. Marriage cũng là âm đờ luôn. Enjoy là âm đờ. Đáp án của mình phải là đáp án C. Finish, C mới là đáp án chính xác ha. Đúng không? Đây, explore có phải là nằm ở cái trường hợp thứ ba không? Explored, married, enjoyed, finished. Chữ finished này có phải nằm ở trường hợp thứ hai, phát âm là tờ không con? Đúng không? Chữ finish phát âm là tờ đúng không? Dạ. Yeah. Còn ba chữ còn lại là the. Đúng không? Yeah. Chứ con thử kiểm tra xem chữ đáp án đi explore ở đâu nằm trong cái câu thần chú của mình đâu. Nếu như nằm trong cái câu thần chú của mình thì mới là phát âm là tờ. Chỉ có cái chữ finish này mới là trường hợp tờ thôi. Ba cái chữ còn lại là trường hợp the. Nên mình phải chọn chữ finish mới đúng. Rồi, tiếp theo number 20. 20. Tất cả các từ còn lại đều phát âm là ít, còn từ chọn là phát âm là đi. Đúng rồi, very good. Tiếp theo mình tới bài tập số 3. À, bây giờ cô đọc bài cái chữ đầu tiên rồi trình đọc cho cô cái cột số 2 nha. Yeah. Stop. Stop. Stop này. Stop này. Đọc sai stopped.
stop âm tờ ở cuối đúng không? Stopped. Yeah. Rồi. Pull. Pulled. Trường hợp nào? Trường hợp thứ ba đúng không? Ừ, sai là pull it. No. Pull it. Sai rồi. Chị nào mà đáp án của mình, cái chữ cuối cùng của mình là chữ tờ hoặc chữ đờ, mình mới đọc ED là it được. Đúng không? Còn này đâu phải là chữ L mà, kết thúc bằng chữ L mà. Thì mình phải đọc là pulled. Trường hợp thứ ba đúng không? Phát âm là đờ mới đúng. Rồi, chữ tiếp theo. Walk. Walk gì? Cam cuối á. Chị. Đúng rồi, Dì Hương đọc như thế nào? Walked. Đúng rồi. Tiếp theo, grind. Này là riding. Ừ. Chỉ có hai chữ thôi, hai chữ mới đọc là it thôi. Chữ tờ và chữ đờ. Tận cùng phải là chữ tờ và chữ đờ thì mới đọc là it. Ride, đúng rồi. Nhưng mà ở đây sao con không đổi y dài thành y ngắn thêm ed vào? Ủa, có hả ta? Có chứ. Đây nè, cái quy tắc của mình nè. Đó rồi, đây. Khi mà những động từ tận cùng bằng y dài, đúng không? Và trước đó là một phụ âm thì ta phải đổi y dài thành y ngắn và thêm ed. Nè. Sao trước y dài là chữ r, r là phụ âm đúng không? Thì mình phải đổi y dài thành y ngắn và thêm ed. Cried. Tiếp theo, want. Wanted. Đúng rồi, wanted. Look. Look này là ca, này là looked. Không phải looked. Nãy cô nói là chỉ có khi nào cái tận cùng là chữ tờ hoặc là chữ đờ mình mới đọc là it thôi. Đây là chữ ca mà. Look. Ca là nằm trong cái trường hợp thứ hai á, chữ tờ. Looked. Đúng rồi. Tiếp theo, shop. Stop này là shop, còn chỉ phải là stop. Shop. Mua sắm. Shopped. Đúng rồi, âm tờ ha. Tiếp theo, a re. I read it. No, không phải it. A read. Đúng rồi, a read. Like. Tiếp theo, like này là read. Like. Liked. Trường hợp thứ hai ha. Liked. Tiếp theo, love. Love này là cũng được. Đúng rồi, loved. Play. Còn play là đợt. Played, chính xác. Obey. Obeyed. Obey nè là cũng là đợt. Đúng rồi, obeyed. Nhưng mà ở đây hình như Trình bị nhầm lẫn rồi ha. Ở đây mình không có double chữ y dài con, chỉ có một chữ y dài thôi. Bởi vì áp dụng theo quy tắc của mình ha. Đây quy tắc của mình. Đây. Nếu như trước y là một nguyên âm, anh ấm em ú ì, thì ta chỉ thêm ed vào thôi.
trước cái chữ obey của mình là chữ e đúng không? E có phải là nguyên âm không? E có phải là nguyên âm không? Phải, thì mình áp dụng công thức là không có double mà chỉ thêm ed vào thôi. Tiếp theo, carried. Carried. Vậy thì thêm ed vào mình đọc như thế nào? Thêm ed đọc là carried. Carried. Trường hợp thứ ba. Yeah. Nhưng mà trong trường hợp này mình phải biến đổi y dài thành y ngắn thêm ed. Đây, lý do tại sao? À, là quay trở lại công thức của mình ha. Đây là con động từ kết thúc bằng y dài mà trước đó là một phụ âm, thì ta phải đổi y dài thành y ngắn và thêm ed vào. Đó, trong trường hợp của này chữ carry trước đó là chữ r, r có phải là phụ âm không? Phải đúng không? Vậy thì mình áp dụng công thức phải đổi y dài thành y ngắn thêm ed ha. Tiếp theo, finished. Finish. Finish này là ít. Finish này mình phát âm như thế nào? Trường hợp nào? Finish. Finish. Trường hợp nào con? Trường hợp it. Trường hợp t. Hay là d. Finish của mình sẽ rơi vào trường hợp t. Finish. Đó, trường hợp thứ hai nha. T. Tiếp theo, talk. Talk. Thêm ed ra, mình thêm ed vào mình đọc như thế nào? Talk it. No, không phải talk it. Talk. Đúng không? Chữ k là nằm trong cái trường hợp thứ hai đúng không? Cô nhớ có cái câu gì mà không phì phò gì đó, có nhớ không? Cái câu đó không? Đó, là chữ k là chữ không á trong cái câu đó, nên mình phải là trường hợp thứ hai. Talked. Tiếp theo, edit. Edit. Đây là editing. Edited, chính xác luôn. Edited. Rồi mình quay lại với cái đây trước ha. Cái thứ nhất, edited bắt đầu bằng chữ tờ hoặc là chữ đờ thì mình thêm ed vào. Cho nên trong cái trường hợp này thì con không cần double đâu Trình. Không cần double ha. Một chữ tờ thôi. Rồi, the next word. End. End. End này là ending. Ended, chính xác. Study. Study. Study, thêm ed và mình đọc như thế nào? And studied. Trường hợp thứ ba ha. Studied. Study. Nhưng mà trường hợp này mình phải đổi y dài thành y ngắn hoặc thêm ed ha. Nó rơi vào cái trường hợp rơi vào cái trường hợp đây của mình. Đây là con. Đó. Trước nó là một cái phụ âm đúng không? Thì mình phải đổi y dài thành y ngắn thêm ed vào. Study, bỏ y dài thêm y ngắn và thêm ed vào, bởi vì trước chữ y dài là chữ đờ là phụ âm đây. Tiếp theo, stayed. Stay. Stay.
stay thêm ed vào thì bạn như thế nào? Stay it. No. Hồi nãy cô nói rồi, mình đọc it khi mà tận cùng là hai chữ cái, một là chữ tờ hay là chữ đờ thôi. Còn ở tận cùng đó là chữ y dài mà, là trường hợp nào? Stayed, đúng rồi, trường hợp thứ ba, the. Tiếp theo, played. Tương tự như stay luôn ha, played. Trường hợp thứ ba luôn. Allow. 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 Đúng rồi. Allow đọc sao ta? Con cứ đưa đấy vô cái trường hợp thứ mấy thì mình đọc thôi. Allowed. Allowed. Đờ, đúng rồi, allowed. Ở đây mình chỉ có một chữ W thôi nha. Allowed. Bởi vì trước nó là nguyên âm O. Tương tự như chữ allow là chữ follow cũng vậy luôn ha. Followed. Followed. Trường hợp thứ ba luôn. So we have just finished the grammar. So now let's move on to the speaking review. Mình tiếp tục với phần ôn speaking ha. Right. Hôm nay mình sẽ ôn tới câu là talk about what you like or dislike. Mình đã nói rồi mà ta. Talk about what you like and dislike. Rồi đúng không Trinh? Rồi, nếu rồi thì cô qua câu khác ha. What do you often do when you feel distressed? What do you often do when you feel distressed? Distressed, đúng rồi. Distressed là bị mất tinh thần đó con. When I stress, when I play, I come again. Stressful cũng được. When I stressful cũng được. Con thường làm gì? What do you often do when you feel stressful? Like listening to music, I often play computer game when I stressful. Okay, you often play computer games. So could you tell me why? Why do you play computer games when you feel stressful? Because I play computer make me happy. Playing computer games make me happy. Okay. So what do you often do when you feel tired? Tired. Tired. What do you often do when you feel tired? Khi mệt mỏi thì con thường làm gì? For example, listen to music when I or tired, sleep. I usually go to sleep. I usually go to sleep, đúng rồi. Hoặc là mình có thể là mình thư giãn. Thư giãn thì mình nói như thế nào? Chỉ cần một chữ thôi. Thư giãn là chữ relax. Relax. I usually relax. I often go to sleep and relax là được ha. Rồi tiếp theo. What do you often do when you feel upset? Khi mà cảm thấy giận dỗi thì con thường làm gì? Giận
giận dữ. When I upset, I use revenge. Revenge, okay, revenge. What else? Còn gì nữa con? Revenge. Make me angry. Okay, revenge the person who make me angry. What else? Còn gì nữa không con? Like hang out with your friends to make you forget the things that make you angry, that make you upset. Ví dụ như là ra ngoài khoai khỏa với bạn để làm cho mình quên đi cái chuyện mình buồn bực. Cũng là một cái ý ha. Rồi, Days, could you see my screen? Con có thấy màn hình của cô không? Đây ha, đây là một cái đoạn văn diễn tả cái sở thích của một bạn. Bây giờ, đúng rồi, học rồi, bây giờ cô ôm cho con. Bởi vì mình phải ôm lại để thứ năm tuần sau mình có bài kiểm tra ha. Những cái này là mình đã học rồi hết rồi, mình chỉ ôm lại thôi. Đây là một cái bài ha, giới thiệu về cái sở thích của cái bạn này. Dựa vào đây Trình hãy làm một cái đoạn tương tự bây giờ luôn cho cô nói về cái sở thích của con. Trong đó bao gồm những cái sở thích và diễn tả cái tần suất mình thực hiện cái sở thích đó, cũng như là thần tượng của mình. Ví dụ trong đây bạn nó thích thể thao thì thần tượng của bạn đó là một cái cầu thủ bóng đá. Tương tự như vậy ha. Rồi con thử nói cho cô xem nè. Và cảm nhận của mình đó là một cái sở thích tốt hay là một cái sở thích xấu. Con chọn cho cô một cái sở thích trước, ví dụ như là chơi thể thao hay là nghe nhạc. One of my hobbies is play computer game. Play it, play in. Playing computer game. Playing computer games, right. Tiếp tục. I often play computer games. Four times a week. Four times a week, rồi. Tiếp theo. Con có ai mà con nghĩ là con chơi game mà giỏi và con ngưỡng mộ người đó không? Không, vậy thì chuyển qua cho cô nên cảm nhận của mình đây có phải là một thói quen tốt hay không? I have it is a not good hobby. I think it is a good hobby. It's a good hobby because Because tôi có thể học được một vài những cái thứ từ nó. I can learn some things, some different things from games. Học được một cái vài thứ gì đó hay ho từ cái game, ví dụ vậy. Hoặc là nó có thể giúp tôi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. After hard working days, playing games help me relax. Mình có thể nói như vậy ha. So why playing games is a good hobby? Tại sao chơi game là con lại nghĩ là một sở thích tốt?
nó là sẽ tốt rồi đó. Ủa chứ con nói gì? Không phải hả? It's not a good copy. It's not a good copy. Rồi, because I sometimes not sick learning. À, phớt lờ, đúng rồi, chữ phớt lờ bữa hổm cô dạy rồi, đó là chữ gì? Phớt lờ có hai chữ. Knowledge. No, no. Một là chữ ignore, hai là chữ neglect. Ignore. Ignore hoặc là neglect, hai chữ này cái nào cũng được. Because playing so much game make me ignore hoặc là neglect my study. Lơ là việc học, đúng không? Và nó tốn thời gian. Chữ tốn thời gian là gì nào? Tốn thời gian á Trình. Tốn thời gian thì chị không qua mấy học. Waste time. Waste time. Waste up time. Waste up my time. No, waste time thôi con. Waste my time. Waste up my time. Đúng rồi. Vậy ha. Khi mà mình nói một cái ý thì mình nhớ tìm một cái câu để giải thích cái ý đó ra. Rồi, ok. So the next question. Câu hỏi tiếp theo. Do you have any pet? Do you have any pet? Any pet? Pet? No, I don't. No, I don't. I don't have any pet. Right. So if you could have a pet, so what pet do you want to have? Nếu như mà con có một con thú cưng thì con sẽ muốn nuôi con nào? I want to have a dog. I want to have a dog because It is cute, loyal. It is cute and very loyal, happy. Keep gay. Have me gì con? Giữ tổng là khiếp đây đúng không? No, no, no. Trong giữ nhà cửa mình có chữ watch out. Watch out my house. Trong nhà đó ha. Trong nhà cửa. Watch out my house. Right, one more time lần nữa cho cô. Why do you want to have a dog pet? Because it is still loyal and watch out my house. It can have me watch out my house. Very good. Một chút nữa cô sẽ tổng hợp những cái ngữ pháp trong ba cái unit number 3, number 4 và number 5 ha. Sorry, number 4, number 5 và number 6. Ba cái unit đó. Xong rồi cô sẽ làm một cái bài tập để gửi cho Trình. Trình làm cái bài tập đó cho cô để mà ôn tập để bữa thứ năm test nha con. Could you hear me? Hi, hi. Alo, Trình ơi, con nghe cô nói không? Dạ có. Rồi rồi, vậy ha. Dạ. Rồi, ok. Chút nữa cô sẽ gửi cho con làm cái bài tập đó để buổi thứ năm mình kiểm tra cho tốt ha. Rồi ôm lại những cái ngữ pháp đi. Ok, goodbye. See you again, Trinh. See you later. Rồi.